So ok, hello anh em, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với channel mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ làm lại cái khẩu 81 level 2 anh em ơi. Và chơi khẩu này thì phải chơi cái tập chấm thì nó mới ngon được. Đấy. Và nghe trên hạ đồn ở đâu đó là mấy cái dòng súng danh là sẽ không mở bán lại nữa. Trong đó thì có cả 81 anh em ạ. Cho nên là những anh em nào mà chưa sở hữu được cái khẩu này thì tốt hơn hết là cứ nên tậu một cái ác anh em ạ. Đấy. Không là sinh sau điểm muộn khổ lắm anh em, khổ lắm. Rồi. Quá này. Ôi trời, ôi trời. Ôi trời ơi. Ngoại em mày láo người. Láo thật đấy anh em ạ. Rồi đâu hết rồi các bạn ơi. Yếu mẹ luôn. Chả gì. Có ai không? Ôi trời ơi. Bạn lo do cái gì đấy. Vừa đầu luôn. Bạn đẹp lắm. 3 vét 1 anh em ạ. Mình yếu rồi. Nhưng mà cứ thử đẩy lên trên này xem có thấy nó không. Ở đây này. Sân 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 hồi sinh cho nó. Thôi thôi nha. Thôi nha. Từ từ. Chạy vào. Chạy rồi anh em ạ. Ai giả tưởng nó chưa chạy thì rỉa rỉa cho nó mấy phát thì mà nó chạy rồi anh em ạ. Ừ. Chạy rồi thì thôi. Mình chơi cái bài hèn hèn tí thì mình sẽ ngồi đây xem mà nó đi qua đi hành lang. Nó đi hành lang là mình rỉa chết ngay. Rồi. Đứng đây khoe súng anh em ạ. Đứng đây rảnh mà. Quét súng luôn. Cho hai thằng kia nó đi nó khoáng. Rồi xong luôn. Hay quá. Và cái dòng 81 này mình vẫn không biết là 81 gì, cứ là 81 VIP hay không VIP là cứ vào danh là 3K trở lên là auto cấm đã. Auto là ping size gọi là ưu tiên cho 81, sau đó đến MK47. Và những cái súng khác thì tính sau các bạn rồi, cũng có cái gì đấy. Ôi giời ơi, mình xin nhá. Con thằng đối diện anh làng này. Đây đi bạn. Mạnh mẽ lên, đủ sự đâu rồi. Ô đây 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 đây. Nào, con thằng trượt nhà 34 này. Nào nữa đi. Chơi đi. Ôi giời. Cái đó 27. Ôi giời ơi chết ngay. Cái dòng 81 này thì bắn là bắn đâu chung đấy, nhưng mà nhược điểm của nó là nó sẽ con ta chạy hình lang được. Hay quá nhỉ. Nhược điểm của nó sẽ là bị kiểu là giật lên đầu khá là nhiều. Đấy. Gọi là giật đấy anh em, độ giật đấy. Thì anh em nào sử dụng Giro thì nó sẽ là ngon hơn. Hero bắn táp nó sẽ dễ hơn, còn anh em mà ghìm tay bắn táp thì nó hơi khó anh em, hơi khó. Nhưng cái dòng này bắn táp thì gọi ui nó đục chết rồi. Nó kinh vậy. Quá này. Ô giờ mình xin. Con thằng sân mình xin. Ô có thằng đi hình lang nha, có thằng đi hình lang nha anh em ơi. Từ nha. Hình lang hả? Mày lên hình lang hả? Nó lên A rồi anh em ạ. Ôi giời ơi, 2 vs 4 thì chết mẹ rồi, 1 vs 4. Ôi ôi. Pha này mà làm 4 thằng là clear đấy anh em ạ. Ui, đéo còn tí nào, đéo còn tí nào. Đây, xa này. Chạy hành lang này, chơi nào. Ây da, ui. Thì đéo là thằng gặp hồi sinh á, lên là thịt mình luôn anh em ạ. Chán thế nhỏ. Chán thế nhỏ. Đang định rỉa cái thằng xa xa. Thằng đấy nó cũng đang ra, nó nhây nhây với mình là quanh quanh là mình bắn chết ngay. Nhưng mà cái thằng kia nó lại này phọt lên không lúc tí nào anh em ạ. Cay thế nhỏ. Cay thế nhỏ. Ồ, hành lang có ai không? Có nha. Rồi thằng đồng đội mình chết rồi. Ủa? Ủa? Đồng đội mình chết mà nó không đẩy ta. Ôi nhưng mà bên nó chết mẹ hết rồi anh em ạ. Ôi dài ơi. Mít này. Ừ thế mày xong rồi. Mày xong rồi. Chạy đâu? Cầm hồi sinh này. Dốc à. Ôi dài ơi. Bật bài ngay anh em. Mấy thằng này liếm nhanh quá mẹ. Số sảnh cái là hết mạng người rồi anh em ạ. Lúc mà đang nhìn bảo ui đồng đội mình chết mất hai thằng rồi ai dè. Bọn nó nhanh quá anh em ạ, bọn nó nhanh quá. Rồi bốn hiệp đổi phe phát này mình sẽ sang bên công anh em ơi. Sang bên công nha. Sang bên công thì mạnh mẽ lên các bạn ơi. Nào. Để giao luôn. Ngoài ra giảm anh em cứ tạp trước đi. Trận này mình cũng không hiểu mình xin một lại yếu một luôn anh em. Nào, làm sao double kill. Ngon luôn. 3 vết 3. Ôi cả mới sinh. Từ từ từ, bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Rồi, lên dốc ấy, đây rồi. Ui, 5 máu, 5 máu, 5 máu. Thôi, thôi nha, thôi nha. Thằng nó bắn dính đây, các bạn nó bắn dính đấy. Đéo được rồi. Dìa mấy thằng này thôi, không được rồi. Có trong mấy thằng kia, bên team nó có hai thằng bị đứt mạng hả? Bên team nó có hai thằng bị đứt mạng anh em ạ. Không biết là nó có nối lại kịp không, vẫn là 2 vs 2 thôi với xe có thằng chơi mẹ đây chạy rồi sợ chạy rồi anh em táp táp nó sợ chạy mẹ rồi chính viên chạy mẹ rồi chơi mày. Ui rồi 33 này
Thằng này snip sao anh em ạ? Thằng này nghe mùi snip cho nó thấy mình yếu rồi nó ham đấy anh em ạ. Đó, chơi mẹo đi, chơi mẹo đi. Kẻ có quả bom này quăng cho nó là nó đi rồi đấy anh em ạ. Thằng này khôn đấy. Nào. Mẹ dìa một hồi thằng này máu đen luôn anh em ạ. Easy như mình luôn. Rồi, hành lang con thằng nha. Bom rơi hành lang mới đẻo chứ. Hết đạn nữa chứ. Ui giời ơi. À quăng em xào này. Mình xin. Ngon ngay. Rồi. Còn thằng khốn nạn trong hành lang đấy anh em ạ là clear. Từ nha, từ nha. Làm cái flash bên sai này. Chắc cốp. Đâu rồi. Đâu rồi anh? À đây đây đây. 34. 27. Úi trời ơi. Clear clear. Ui sợ được chưa anh em? Mẹ kinh lắm. Một like, một like. Like mạnh đi còn gì nữa. Em làm clip được ngày nào hay ngày đấy nhưng mà làm clip nó phải chất lượng anh em ạ, nó phải chất lượng. Nó phải đi vào lòng đất. À nó đi vào lòng người, lòng đất là đéo được. Rồi. Không thằng nào nó này rào luôn. Ra rào đấm một ngày. Nhưng mà anh em để ý nhá. Mỗi lần mà mình cầm 81 vào chơi là y rằng là được cái map chạm bắt sóng. Ừ dị đéo chịu rồi. Trước mấy lần cầm khẩu 81 đó gần cũng mẹ đều là map chạm bắt sóng hết anh em ạ. Ừ. Dị thật. Chả mấy khi mà mình cầm chứ sai quá nha, chứ sai quá nha. À, nó cẩn thận sờ nhíp anh ạ. Nó bắn cho tòe người đấy. Nó sờ nhíp anh ạ. Anh nhấp vừa vừa thôi mà nó thịt anh đấy. Rồi, đi mẹ luôn vừa nói xong. Bắn chết luôn anh em ạ. Thanh niên này không được rồi. Đã bảo nó sờ nhíp phải lắc nhiệt tình lên đứng một chỗ nó bắn chết ngay. Mình lắc trong rào mình còn ghê ghê chứ đừng có nói. Rồi, 1vs4, 1vs5 luôn. Tuyệt vời. Nào, đâu hết rồi các bạn ơi. Các bạn ơi. Ôi, yếu, yếu. Ôi, ôi, bắn mù mắt thế nhô. Chiều 51 kìa. Bên nó bị ao mất thẳng anh em ạ. Ừ, ngon. Tức là 5-4 là êm quá thì còn gì nữa. Rồi. Con này đánh lang này anh ơi, đánh lang đi, đánh lang đi, đánh lang đi anh ơi, mạnh mẽ lên. Với không có smoke rồi, bọn này đéo có smoke, bọn này cũng bình thường mà. Bọn này cũng sơm mà. Đẩy mạnh mẽ đi cay ơi. Không biết hành lang có ai không. Nó ném bom đấy. Đồng đội mình sao anh em ạ. Đúng nha, úi dồi. Ôi sờ một cái so, mình xin. Ôi đồng đội nhanh quá nhở. Bên còn hai thằng thôi anh em ơi. Rồi, bom check xe. Rồi, xe không có luôn, tuyệt vời. Cho xin một thằng thôi, còn hai thằng thì xin một thằng thôi. Xin đúng thằng thôi. Rồi, B không có rồi. Nó hành lang mẹ rồi anh em ạ. Ôi giời ơi. Ôi đây 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 đây. Đây 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 nữa. Ôi giời. Có thằng hành lang, có thằng hành lang. Chơi mày. Rồi. Đâu? À đây 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 đây. Ai à, đây à. Mẹ mày lao chết nhờ. Mẹ nhảy ra chơi mình luôn mới kinh chứ. Được. Chết ngay mẹ tưởng tiền lao tưởng rắn rết tiền lao mẹ văn vở tiền lao thì cũng đi thôi. Chết ngay anh em chết ngay mẹ chả mấy khi em bắn tám mốt kinh phết đi anh em ạ. 142 ui giời ơi rồi và rất cảm ơn tất cả bạn đã theo dõi clip, đừng quên lại cho mình một like và subscribe, nhớ ấn chuông để ủng hộ clip mới nhất của mình nhé.